vừa buồn vừa vui. Vừa buồn vừa vui. Buồn là cái chìm ghe. À. Tại cái không biết chỗ nơi đâu mà ăn ở nữa. Tôi tham hoài, tôi nói chết rồi, kiểu này là chìm ghe là không biết ăn nhờ ở đậu ai, ăn đâu, ở đâu, ngủ đâu, rồi nấu đâu. Mà cá mới luộc mới rồi, còn mới rồi luộc lấy chiều, cũng như mình nấu được canh giả đó. Để muối, đường, bột ngọt. Thì lấy nước mình chăm cơm. Rau mình chấm nước mắm. Ngon rồi. Rồi nồi cơm cũng mới nấu luôn nè. Rồi, chưa ăn cơm. Rồi, ăn sáng ăn ba cơm nguội. Còn 1 2 3 Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Và ngày hôm nay thì quay trở lại trên cái dòng sông này là nơi của ông ba, mà cách đây gần một tuần lễ ông ba bị một cái sự cố hy hữu, đó là chiếc ghe dưới kia cô bác quý anh chị đã bị chìm. Và hiện nay thì cái cuộc sống ông ba đã đổi khác hơn, đó là ông ba đã có cho mình một cái căn nhà, mặc dù là nó đơn sơ lắm nhưng mà đây là một cái ngôi nhà mà ông ba cũng đã từng mong ước trước đây. Và đây là một cái ngôi nhà mà được tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân đã cùng chung tay nhau để giúp ông ba hỗ trợ thực hiện một cái phần ước mơ ở cuối cái quãng đời của mình. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Hôm nay thì Bùi Hồ từ thành phố Cà Mau về để trở lại huyện Phụng Hiệp, ghé đây thăm ông ba cũng như trao một ít hiện kim cho ông ba, đồng thời là cũng tặng một số món quà nhỏ nhỏ cho ông ba luôn. Ôi con chào ông ba ha. Xin chào. Dạ. Có nhà mới rồi ha. Vui rồi. Rồi. Dạ. Mọi người có nhà mới yên tâm đây. Bị nước ngập rồi đó rồi. Đây là một cái ngôi nhà mà bề ngang nó chỉ khoảng 3 mét thôi. Bề dài nó khoảng cũng 3-4 mét, thì khoảng 10 mét vuông à. 4 mét đó, 12 mét vuông. 12 mét vuông đúng không ba? Tại đó à. 12 mét vuông. Rồi, cắt rồi xong rồi, cách đây là khoảng 2-3 ngày, con thấy ăn tân gia nữa mà. Vui không? Vui. Chú là... Út mua dùng bia kìa. Vậy là vui được rồi. Rồi, chìm ghe vui quá hả? Chìm ghe mới được cái nhà. Vậy là chìm ghe vui quá hay là chìm ghe buồn quá? Chìm ghe vừa buồn, vừa vui. Vừa buồn, vừa vui. Buồn là cái chìm ghe. Tại cái... không biết chỗ nơi đâu mà ăn ở nữa. Tôi tham hoài, tôi nói chết rồi, kiểu này là chìm ghe là không biết ăn nhờ ở đậu ai, ăn đâu, ở đâu, ngủ đâu, rồi nấu đâu nữa. Đó. Cái vô tình cái hỏi tôi đó, bây giờ con nước còn nước gì? Rồi hỏi chú Mự, ổng có miếng đất này là có, ổng có cho ở đậu không? Cái hỏi ổng cái kêu xuống. Hỏi ổng nói, bây giờ tôi cho ổng ở đó. Thì ở chết rồi chứ không được bán, thì nó trời ơi chúng tôi vậy tôi mừng đó, chứ tôi đầu thiếu bột chú ơi, chúng tôi vậy tôi mang ơn chú nhiều lắm, nói vậy đó, được nhà là mừng chứ mừng rồi đó. Yên tâm rồi. Mấy ngày nay ông ba có đi chặt ve chai không? Có mà ít à, bây giờ có sụn mà qua nó thiếu cái dầm. Đúng rồi, sáng thì dặn ta có đi chợ đó, mưa dùm cho tôi cái dặn tôi mới... Có xuồng luôn rồi hả? Có xuồng lâu rồi. Dạ. Năm mấy hai năm rồi. Bây giờ là xuống sông nhặt ve chai. Mà có xuồng bây giờ không có cái dặn. Phải mua cái dặn. Mà con thấy ở đây hơi bị nóng á, có quạt gió gì không? Không có luôn, quá trầm được. Tôi nãy giờ tôi tắm 6 giờ đâu, chập hay chập rồi, quá trầm được rồi. Có điện không? Không có luôn. Con thấy có đèn năng lượng mặt trời kìa. Mua đèn năng lượng đó. Chứ là cái bếp ga nè. Mới mua bếp ga. Cái này bếp ga mới luôn đúng không? Bếp ga mới luôn á. Sao nói không con với con hôm trước là sợ nổ. Rồi bây giờ rồi biết rồi. Đâu sử dụng cho coi thử coi. Đâu ai tin đâu. Sử dụng đi. Rồi. Rồi sao tắt rồi. Rồi. Rồi được rồi. Vậy là biết sử dụng rồi. Sử dụng xong khóa lại. Khóa lại chắc lại. Rồi.
Rồi, tài sản quý nhất là bếp ga đúng không? Rồi. Biết sử dụng rồi. Nhà cửa có ổ khóa gì chưa? Có mưa ổ khóa dạ. Đấy hả? Ừ. Vậy phía sau cũng có luôn. Ừ. Còn cái này là đôi dép. Đôi dép này là tài sản quý nhất hay sao? Đôi dép này là dép mà dép cho trai nè. Sao mà ngồi lụm định chiến. Ngồi lụm định chiến nữa hai chiếc. Mà gách rồi. Dạ. Cũng đã dành mang. Còn niệm này là mua cũng Mạnh Thường Quân mua cho đúng không? Ừ, Mạnh Thường Quân mua cho nè. Vậy là thiếu cây quạt rồi, ông ba ơi. Ừ, thiếu quạt. Anh đừng có chơi rồi. Ừ. Ở ngoài sau này là cái nhà đằng sau nè. Ở đây múc nước lên để mà tắm đúng không? Ờ đúng rồi. Sao hồi đó mình không làm ra thêm cái sàn nước đằng sau này? Tính nữa để cho chú Kha ổng làm thêm sàn nước. Bây dạ. Giờ cây nó hụt á. Ờ. Vậy một thời gian nào có cây cũng như mà cái tràn bự bự gì ra. Tới còn bình chân mình nè. Dạ. Còn mượn chú làm chút xíu à. Ờ. Các nhà cái biệt thự này là nhiêu tiền? Hết à. Thì nghe nói là 8 triệu rưỡi gì vậy? Ồ, 8 tỷ rưỡi. 8 triệu rưỡi. 8 tỷ rưỡi hả? Ờ trời. Nghêu, 8 tỷ rưỡi. 8 triệu rưỡi. Ờ trời ơi, con tưởng đâu nghe 8 triệu. 8 triệu 500 ngàn. Chứ không phải 8 triệu, 8 tỷ rưỡi hả? Ờ, cộng nhà thì 8 tỷ rưỡi. Có chị nào ở Mỹ á, mình gửi cho 10 triệu. À, còn chưa được triệu rưỡi với ai đó, ông đó mình gửi cho là mới đầu mua vòng vòng á, không biết mấy triệu đâu biết rồi. Rồi hôm ngày cắt cái biệt thự xong rồi ăn mừng còn lại được nhiêu, ăn tân gia còn lại được nhiêu? Cũng còn 3 triệu mấy à. Mà cắt được 3 triệu cùng cái lẻ lẻ đó. Để bỏ ông xuống vài chục ngàn để mua cá rồi ăn. Còn 3 triệu đâu? Đừng nói, đừng nói. Có heo đất. Giấu được, mai mốt đem đi gửi cho người ta nha. Không, em cũng để đây tôi phát gửi rồi bạn. Không, gửi cho người ta mới an toàn. Ừ, ừ, để gửi người ta đi. Ừ. Bây giờ đi, bây giờ cảm nhất là cái bếp ga này gọi dân chuyên nghiệp vô tháo này cái cách. Bây giờ là tài sản quý giá không á, không có giỡn đâu. Ừ. Rồi không ngày có bắt radio xem nghe không? Có. Vui không? Cũng buồn mất quá à. Rồi hôm nay qua ăn cơm gì cho con xem với. Nào đem qua đây. Bữa nay tôi cũng 3 ngày rồi. Có nhậu không? Không chán giờ không có nhậu, muốn làm cho hầm đừng muốn chán. Không nhậu à. Tối tối làm 1 2 ly dễ ngủ thôi. Ừ, 1 2 ly à. Rau lan nó mua hay là hái? À, rau lan mua 5 ngàn mà sáng là lượng mới rồi, còn mới rồi lượng cái chiều cũng như mình nấu được canh giả đó. Ừ. Để muối, đường, bột ngọt. Ừ. Từ đấy nước mình chan cơm. Ừ. Rau mình chấm nước mắm. Ngon rồi. Ừ, rồi nồi cơm cũng mới nấu luôn nè. Rồi, chưa ăn cơm. Dạ, ăn sáng ăn 3 cơm nguội. Dạ. Rồi cái này nấu để... Cái này là nấu bằng bếp ga hay là nấu bằng gì? Ờ, nấu bếp ga luôn. Cái này hình như là con nhớ là xà bần của An Tân Gia nè. À đúng rồi. Bữa nay có 3 ngày rồi. 3 ngày rồi. Ừ. Ờ. Để ăn cho hết bỏ uổng. Rồi bỏ uổng. Phí nữa. Ừ. Rồi tắm rửa là sao, tiện không? Tắm rửa xuống ghe. Xuống ghe tắm. Ừ, nước rộng cái xuống dưới tắm. Ăn tắm thì nó thoải mái hơn. Dạ. Còn cái này thì xấu mà lâu ngày nó mục ba giá hết, mình kỹ đỡ cho mình. Rồi ăn uống đồ ở đây nấu đây hết. Sáng đi lụm cử chiều cử. À. Rồi về. Rồi đúng rồi. Rồi sống ở đây. À. Nãy đi vớt ép con uống nhẹp ra. Mới đi vớt về. Ừ. Còn có mưa gió gì không? À, không, ổng gà, ổng hầm này cũng chết chung. Chưa có mưa thử coi cái cảm giác mưa nó như thế nào ha. Ờ. Đó. Nhưng mà chắc con nghĩ là ngôi nhà như thế này thì ok rồi. Không gà đâu, cái gì cũng mới cho nó không đâu gì đâu. À, sống này khỏi tốn tiền trọ. Ờ, đúng rồi. Tại tự do. Dạ. Rồi ngày dọn vô có chọn ngày không? Biệt thự mà. Dọn bữa mùng 6 luôn mà. Dọn gì chọn ngày ngủ ngoài mưa sao chọn được đúng không? Ừ. Chẳng đó gầu này dọn đầu đặt vô luôn. Dạ hả? Ừ. Rồi đúng ước mơ của ông ba chưa? Đúng ước mơ rồi đó. Đúng ước mơ. Ừ. Rồi con gái điện lên rồi có chịu về không? Có chịu lên không hay sống ở đây cho nó thoải mái? Ờ, sống ở đây thoải mái hơn, bảo chẳng đầu cuối nóng nực hơn ở đây nhiều lắm. Dạ. Ồ.
cảnh miền Tây sống quen rồi, lên Sài Gòn, Bình Dương đồ khó chịu lắm. Lên trên miền Đông nóng được, trời ơi, ở đây này có nước sẵn, mình tắm ngày mấy giác mà cũng được cho mình trở đô, làm được một cách. Đưa lên cảnh cho ra rồi, tôi sợ quá trời sợ. Hồi sáng, gần cả em ở đứa xóm mà. Có xô mà không có dành, tôi nói kêu cô em á, cô có đi chợ, cô mua dùm tôi cái dầm, với tiền tôi gửi lại cho. Còn có xuồng không có dầm thì cũng bơi không được. Thôi còn gạo gì không? Còn. Gạo nhiều không? Còn cũng... Được không? Hai con. Ồ. Hôm đó là người ta mua cho chục ký, rồi ông Tư với cái chai đó. Rồi bán chục ký ăn mận rồi. Tôi ăn ít à, một lon chứ bỏ hơn lon rồi nấu ăn bữa nay tới ngày mai hết. Còn cái này hả? Này nước mắm. Ừ, này nước mắm. Đường đâu? Đường đâu? Đường nha. Đường dạ. Ở đây này cho muối. Ôi. Ừ. Này có ông gì? Ông sĩ à, cho. Ừ. Muối luôn. Còn bên kia bột ngọt đúng không? Cái này cái bột ngọt. Dầu ăn. Rồi hành tỏi đâu? Tỏi kìa. Tỏi à. Còn mấy này là phèn chua để... Rồi sao ba bỏ cho dầu này vô đây? Hả? Cho dầu này bỏ ra đây nè. Ừ. Bỏ chỗ khác đi. Bỏ đó nó nhiễu vô đồ ăn sao ăn. Quên. Ờ, để đây đi. Ừ. Có biệt thự 8 tỷ rưỡi còn gì ai chịu là ai chơi... ai chơi lại không ba? Quá trời á, biệt thự 8 tỷ rưỡi. Ông cụ nhặt ve chai có biệt thự 8 tỷ rưỡi. Nói gì vậy? Hả? Ừ. Chứ sao? Chắc ở nhà có khi nào mừng muốn khóc không? Mừng cảm cho thao cứ xanh đêm vui quá. Ba ngủ nửa đêm giật mình vậy giờ mà. Tưởng mình làm mình nhớ mà mẹ mình ăn nhà ở đâu nhà ta đó. Cuối cùng giờ ngủ xong nhỏ nhỏ. Còn nhà mình ngủ nữa. Trời. Giật mình lại nhà mình ngủ nữa. À, lúc mấy giờ? Lúc con vui bia rồi bấm chắc cả 1 giờ à. Sau đó với nhiều người người ta ước mơ được cái biệt thự ông ba chỉ ước mơ ở nhà nhỏ xíu á. Ở người đó rồi đây là thấy ngon rồi, bảnh rồi còn gì đó. Bảnh rồi hả? Ừ. Sao mà hồi đó mình không xây tường rồi lên cho sang. Thế lượng tiền đó mới xây tường cắt được cái này quý lắm vậy á. Ba cho xây tường chịu không? Hả? Tường phải trong đất của mình ở này ăn nhờ động đất ra vậy giờ bị được. Nói vậy chứ nhiêu đó cũng quý lắm rồi. Quý lắm đó, giờ đâu. Dạ. Anh đi ngang cũng nói trời rồi ông mới gần mới cất nhà cậu đẹp quá trời đẹp thôi. Ông được nhà đẹp quá trời ơi. Cái nhà này xây dựng mấy năm mà. Đâu có một ngày một à. Ủa vậy? Ôi, vậy xây dựng đâu lắm ta. Vậy vậy có ngày một á. Ở biệt thự mà. Ở biệt thự 8 tỷ rưỡi. À. Mà sao xây dựng có ngày một vậy? À biệt thự đó. Biệt thự không biết biệt thự gì nữa, không biết ngày một rồi. Thôi ông ba vui quá cô bác anh chị ơi. Chồng cho ông ba vui á. Đúng không? Rồi bây giờ hỏi thăm sức khỏe tí xíu nè. Rồi bệnh trĩ còn không? Ờ, ít rồi. Gom lại đúng không? Gom lại rồi. Uống thuốc đều đặn vô, không uống rượu nữa nha. Ờ, rượu thì giảm nhiều lắm bà. Hồi sáng với nãy là hai tử rồi, tao uống tử rồi ba tử. Tức là một ngày tôi uống ba tử. Sáng, trưa, trời. Chiều. Thôi bây giờ chơi gì đi. Sao? Cử chiều dậy ngủ thôi. Thuốc nè. À thuốc đó hả? Ở ba tử. Ba tử. Uống nữa ba tử, cử chết chết rồi. Không có mua chị ăn còn đồ ăn. À, vậy bữa nào đi, bữa nào mà hết rồi mua. Vậy sao? Uống thuốc ngày ba cử, uống rượu. Rượu muốn uống uống không à. Hôm qua có uống không? Hôm qua không. Không. Thôi hạn chế rượu lên. Hôm có làm được 2 cái bia. Ừ. Nói cái thùng bia. Cái thùng bia đó là lúc ăn tân gia còn mình lấy mình uống sương sương dậy ngủ thôi. À đúng rồi. Còn ở trong đó mấy lon? Không biết rồi bao nhiêu lon đang biết nè. À mà Út à. Nhiều mà. À cũng nhiều mà. Đúng rồi, cũng còn cũng gần cỡ 6-7 lon vậy đó. Uống được cũng nửa tháng rồi đó. Ừ.
Uống hai lon nghỉ được rồi. Ừ, lon hai lon à. Có gì uống đó đúng không? Ừ. Ngồi đây mình có mình uống, uống mình luôn. Uống mình luôn à. Nhưng mà vậy đôi khi nó là vui. Ừ. Vì đâu đó rằng mình tối mình không biết làm gì, mình uống một hai lon cái mình xỉn, cái mình bật ra video lên cái mình nghe thời sự xong cái mình tiếp ngủ luôn. À. Mà có một cái là biệt thự nó cao cấp quá, thành thử ra là mình giật mình thức dậy là mình tưởng đâu nhà ta, biệt thự của người ta. À. Nên thành thử là kiểu không bất ngờ mà. Đúng không? Nhà mình mà tưởng là ở cái thể ăn nhẹ đậu đến người ta, nhà người ta hay chứ. Vui dữ hả? Trời ơi, ống quá. Ông muốn sách mưa lắm rồi. Ừ. Ok, đi, mình nói đi ra đi. Bây giờ không biết là tôi ước sao về bữa nay có dặm, dặm mũ cũng dặm, giống tôi đó, bao dung trường rất là chai. Ở đây có rửa vòng vòng cái tờ này, bữa cái mấy chai rồi mà đâu có được nhiều. Thì mai mốt đây. Ừ. Bây giờ đến đây thăm vui nè. Dạ. Rồi bếp ga này có dự định là bán lại không? Cái này hả? Cái này chắc không bán rồi. Ồ sao á? Bán mà uống để người ta cho rồi bán cũng không được nhiều tiền đâu. Đụng ai mà nghèo khổ cho người ta cho bán không được nhiều tiền mà uống đó. Ồ, thương người ghê ha. Ừ. Thôi ai nghèo khổ mình lo vô nhà mình ngủ luôn. Mình ngủ ngoài sân. Ví dụ đó rồi. Hay là ví dụ mình có tiền cho 50-70 ngàn cứ vô nhà là lạ, tôi không dám chứa vô đó đâu. Sao hả? Ồ, biết ai tốt hay xấu. Ví dụ con cho ngủ không? Cho. Sao mà cho? Quá trời thân thích rồi không cho được. À, bạn thân thì cho ngủ. Ừ, à, lạ lạ, rất quá à. Lạ rồi, tôi không có đồng ý. Ví dụ tao nói ông ba ơi, lỡ đường quá, không có căn nhà im quá, cho vô ngủ nhờ. Mà con tùy thôi mà, mỗi người mà cho là đông được. Vô biết tốt xấu như thế nào mà không có mà ngờ được. Ừ. Để nó ngủ mà nên cho chá ăn. Rồi lại vô phật phòng rồi sợ, tức không không dám ngủ luôn. Yeah. Mình phải đề phòng. Ừ, đề không phải là mình không thương người. Ừ. Mà là mình thương thì thương cho đúng chỗ. Đúng. Đối với những người lạ thì mình đâu biết rằng là họ tốt hay là họ xấu. Ừ. Tại vì trên cuộc đời này cũng có khá là nhiều người. Đúng rồi. Thì ví dụ như lỡ sai cơ lỡ vận thì thất thế, hoặc là lỡ đường thì đó, chuyện đó thì cũng còn có nhiều hướng giải quyết. Có thể cho tiền nó đi ngủ trọ. Ừ. Ví dụ có tiền cho tiền đi ngủ trọ, còn mình thì lo cho cái bản thân mình, để thôi bắt cóc ông bao bán luôn thì sao. Sợ bắt cóc bán nội tạng thì sao? Bắt cóc rồi, bắt rồi. Hả? Ai bắt tôi? Sao sợ? Nói nghe coi, nói coi nghe coi. Ai bắt làm gì? Bắt ba công tốn tiền cơm. Bữa nay là được 3 ngày rồi đúng không? Ở đây được 3 ngày rồi. Ừ, 3 ngày. Bữa mùng 6 á. Ừ. Bữa nay là nếu mùng bữa nay mùng 8 thì được 3 ngày. Lúc trước là ông ba có, con nhớ ông ba có một nói với con một cái ước mơ, là ước mơ của ông ba có được cái ngôi nhà, có đúng, một mảnh đất cất được cái ngôi nhà. Đúng rồi. Rồi bây giờ có được ước mơ vậy, còn ước mơ gì nữa không? Bây giờ ước mơ gì nữa vậy? Mình được như vậy là mình thấy hãnh diện rồi, còn nữa quá mệt rồi. Hết ước mơ luôn rồi hả? Hết ước mơ luôn rồi hả? Ừ, hết ước mơ rồi. Ủa sao á? Định như là quá mặn rồi, bây giờ có ước mơ gì hả? Ước mơ... sao đây ví dụ đó. Thì nếu mà có trúng số thì chuẩn bị bán luôn cái này cũng được đó. Cũng như đất của mình, tự mình làm chủ luôn đó. Thôi, ở gì? Thôi mà nói gì chứ dễ làm gì. Ở gì thì người ta cho ăn vợ đậu như quá trăm lần rồi. Bây giờ tới ước mơ trúng số luôn trời. Ước mơ trúng số gì, trúng số đầu 100 ngàn con kiếm vừa không có là. Sao nó ước mơ trúng số rồi đồ bán này luôn. Nói chơi thôi đúng không? Ừ, dùm nó chơi chứ vừa ước mẹ dựng có đó khó. Tại vì bây giờ kêu Bùi Hồ nó kêu ước mơ nữa khó quá, chị còn ước mơ cái nữa là trúng số. Ừ, mà có trúng số rồi có đừng nghe giọng ba chuyện đó. Không có đâu, 100 ngàn trúng số đầu không có rồi, đừng nói đặc biệt.
Giờ chiều nay mấy giờ mới ăn cơm, mấy giờ mới đi lượm tiếp? Bây giờ không có dầm đâu có bơi được. Bây giờ 16 giờ rồi có mà lục bình rồi mà phải có dầm tôi bơi nãy giờ rồi. Mà có thuận mà không có dầm. Tiếng hù hù luôn á. Cứ dầm hoài à. Mà không có, không có dầm bơi. Mua cái dầm chắc là dầu lắm, chừng 50 ngàn rồi đó. Mà không biết chừng nào tôi đi chợ rồi nữa. Bỏ hôm tối nhiêu tiền cho coi coi, tối nào. Ngày còn tối có... Ở ngày có bán được phế liệu không? Bỏ bán chậm, bỏ hổng 200 mấy á. Còn 60. Đúng. Còn 60. Ây giời, đánh số luôn trời. Mua số không? Đánh được mấy tờ? 3 tờ. Thôi đánh hết thôi. Vàng đu số. Bình tĩnh là mua, chưa mua kìa. Cái trường hợp có lại. Ủa thì tới 3 tờ với lần trời. Tôi từ từng ngày 8 à. Cũng, cũng nuôi hy vọng. Đúng, đúng rồi, chừng, bây giờ mua 1.000 tấm mà cũng không trúng nữa. Cũng nuôi hy vọng trúng số để đổi đời ha. Đến rước bà ba mới thì sao này nè. Có không? Cái đó không biết hả chú ạ. Có rước không? Ai, có ai thương đâu mà rước. Nhưng mà có người thương rước không? Rước là em. Vậy vậy? Tại rước mình thứ lợi chứ mình phải chấp nhận rồi chứ. Rước không? Ừ. Vậy ở mình anh buồn quá. Rồi rước rồi sao nuôi người ta? Thì vợ chồng hủ ý mà nghèo khổ quá. Sống vẫn mất nhau. Sống sao vậy? Mà lấy gì để nuôi người ta? Thì tạo về tiện luôn nhỏ rồi. Không lấy rước bà ba lượm dây chai nữa. Hả? Hả? Sao? Khó tính dữ à? Khó tính dữ hả? Nói vậy chứ cũng cần đến cái tuổi này thì cũng cần cái đã ổn định thì cũng cần cái sự chia sẻ niềm yêu thương đúng không? Có được thì tốt, còn không có thì vẫn cuộc sống vậy cũng, nó trôi qua. Cũng cuộc sống mình cứ mình nên mình đi, còn có thì hạnh phúc nữa, được hạnh phúc. Dạ. Chứ mình đâu có đòi hỏi nhiều đâu. Tại Bùi Hổ chọc ở ngoài cái gì. Nhưng mà con chọc vậy có ghét không? Ghét thì ghét. Sao không ghét? Chú chọc chơi chứ biết. Mà thấy dễ thương hay dễ ghét? Dễ thương. Là sao? Nói cái gì này nọ chọc ra nghệ nói chuyện chơi chứ có quá đâu. Nói có duyên hả? Chú đi xe của mình đi vậy? Đi bộ. Thôi mà. Chú lại chú. Tôi lại chú. Gấp quá. Nói thì nói chơi cho vui vậy thôi. Cho ông ba vui vậy thôi. Chứ thật ra thì con cũng biết đây là cả một mơ ước của ông ba rồi. Thì con mấy ngày nay con ở Cà Mau á. Con chạy về đây. Ghé ngang đây để mà thăm ông ba. Đồng thời là chúc mừng ông ba đã có một cái nơi trú mưa trú nắng như ông ba đã từng mong ước. Không được cao sang như mọi người, nhưng mà đâu đó rằng cái này nó đủ đầy đủ những cái tình người, những cái tình thương mà cô chú anh chị đã dành cho ông ba. Một ông cụ đã mất đi, đã chia tay với người bạn của mình là ông Tư. Thì được mọi người cũng đã hưởng ứng và giúp đỡ. Ông ba vẫn còn nói cái căn bệnh, nhưng mà con mong rằng sau này ba cố gắng hạn chế uống rượu, ít uống rượu và điều trị cái căn bệnh của mình cho dứt. Có buồn thì uống một hai lon thôi rồi nghỉ. Thì con trở về đây, một là chúc mừng, hai là thay mặt cho tất cả các mạnh thường quân chia sẻ những cái niềm vui đó với ông ba. Và con đến đây á, thì cái phần quà thứ nhất á, là con thay mặt chị Cẩm Hường là con nuôi ông ba tặng hai chai nước mắm. Một chai nè. Nói ông ba thích ăn nước mắm lắm. Rồi đây cái rồi. Nước mắm. Rồi nước mắm. Bỏ vô cái này cái bọc nha, bọc này để làm gì làm. Mừng không? Rồi có lý rồi. Nước mắm này nước mắm mới mà. Nào, ông ba đọc mới. Chữ được không? Hả? Ông ba đọc chữ được không? Được. Chữ tên gì? Kiệt Hương. Đâu? Kiệt Hương đúng rồi. Chỉ là mắt bao vẫn còn sáng. Ngon á, hai chai nước mắm này sử dụng cũng lâu á. Lâu quá. Sử dụng nhín nhín thôi. Rồi, dạ. Có một chai tôi ăn ăn nước mắm mà ăn mặn lắm. Và
đây là điều quan trọng nè, đây là số tiền con trao cho ông ba, cất cẩn thận hoặc là gửi ai. Con thay mặt cho bạn Thảo ở Mỹ gửi cho ông ba 3 triệu đồng, và thay mặt chị Thảo theo Kim ở Mỹ gửi cho ông ba 200 đô, là mỗi 100 đô là 2.350.000 đồng, là 200 đô là 4.700.000 đồng, cộng với lại của bạn Thảo 3 triệu đồng là 7.750.000 đồng. Có lẽ đây là số tiền đối với một cái căn chòi như thế này á, là đối với ông ba nó khá là lớn. Đúng, đúng, đúng rồi. Phải giữ thật cẩn thận. Dạ. Không được đi đâu, đi thì phải gỡ người ta. Đúng. Nha, đếm nha. Dạ. Đếm dùm con đi, đếm cho mọi người thấy tại con. 1 2 3 4 5 6 7 7.700.000. Ừ. Là 200 đô là 4.700.000, cộng với 3 triệu là 7.700.000 đồng. À. Rồi cái đồng tiền này rồi là phải bước gỡ rồi. Ừ. Rồi biết không cải trạm liền. Chết, giữ gìn cẩn thận, ừ, nhớ an toàn. Đúng rồi. Rồi. Cái số tiền này là nhặt ve chai là bao nhiêu lâu mới có? Dạ, cái này 1 năm chưa chắc mới được lượng kia số tiền lớn như vậy đó. 1 năm luôn á hả? Ừ, 1 năm mừng 28 và 1 tháng có nhiêu đâu, ví dụ là 1 tháng trời xuyên suốt á, cỡ lắm chừng 30 kg à. 40 kg thì được 80 ngàn, đó. Ví dụ là thì 1 năm làm xong được cái số tiền này. Chỗ lắm chừng vài trăm ngàn cái đó mà. Hoặc 1 triệu bạc là dữ lắm rồi. 1 năm hả? Ừ. Vậy là nhặt 7 năm. Ừ. Năm nay 67 tuổi, nhặt thêm 7 năm nữa là 74 tuổi là mới được 7 triệu mấy này. Ừ. À, vậy là cái này cũng quá mà đỡ lắm. Một thêm mà xuyên suốt đây. 1 tháng á. Là dỡ lắm chừng trong ngoài ngàn, 200 ngàn đi. Làm khi còn đi một ngày là hai ba lần luôn đó. Có khi tôi đi rồi ha, lên mà uống nước xong mới thấy cũng như lục bình đó, nhảy xong bơi nữa, ném xuồng đó, cái xuồng bơi rồi về cái ăn cơm về nghỉ ngơi ngồi cái mệt quá đó, một cái giờ cũng như mình say nắng đó, cái nghỉ hồi cái nhảy xong ném xuồng đi chết nữa. Lao động thì nó mới giúp cho ông ba có sức khỏe. Đó. Và cái tuổi ông ba cũng khá là cao. Ngày hôm nay được mọi người chung tay với nhau á, thì có được ngôi nhà. Đó. Có được một số vốn nữa, 7 năm mới nhặt được bao nhiêu tiền. Đó. Thì con mong rằng ông lao động cũng phải giữ gìn sức khỏe. Đó. Ví dụ trưa nắng quá đừng có đi bơi. Chỉ đi bơi buổi sáng hoặc là chiều mình đi bơi để mình lao động thôi. Đó. Thời gian còn lại á thì mình ăn uống không có cao sang nhưng mà ăn uống cho nó đủ chất tí xíu. Ví dụ như là mình ăn tiết kiệm được thì số tiền này thì mai mốt cô chú anh chị thấy thương mình hơn thì có thể gửi cho mình nữa. Vì đâu đó rằng cũng vẫn còn rất là nhiều người tốt để mà hỗ trợ những cái hoàn cảnh giống như ông ba này. Tại vì con, bản thân con cũng đã cảm nhận được ông ba sống rất là tình cảm, chân tình và thậm chí là biết tiết kiệm á. Cũng như là ông Tư nữa thì nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cái đó là mình ăn uống cho nó đều đặn, để mua ví dụ mua rau hay là gì đó, mình không có cá thì mua rau, cũng như là mình nấu canh giả đó, tức là mình nêm muối đường bột ngọt rồi đó, mình cho ra cũng sống qua ngày. Thật ra là con tính trao vừa rồi, nhưng mà tại vì ông ba là đang nhà cửa chưa có biết có cất hay không. À. Rồi không biết như thế nào, nói con nói thôi xuống ông Tư về con trao luôn. Vậy là ông đại chú xuống ông Tư. Dạ. Ông Tư cũng khỏe, cũng sống ở dưới cũng ổn định. Chị Hường cũng thương yêu. Thì qua đoạn clip như thế này nè, ông ba có muốn gửi lời nào đến cô chú anh chị, rồi chị Cẩm Hường, rồi tất cả các mạnh thường quân đã từng giúp đỡ mình trước đây và đến thời điểm hiện tại? Dạ. Thì tôi về cũng xin chân thành cảm ơn. Nè kìa, bạn Thảo với lại ở Mỹ với lại chị Thảo Tenkins
ông ba cứ nói là tất cả các mạnh thường quân hay bạn Thảo là rồi vậy đi, mà nói giảm đi, còn tôi cái chữ anh bọng người tôi lớp hai rồi đâu có biết cho chăng đâu. Thôi thì cảm ơn hai bạn Thảo đã giúp đỡ cho tôi một số tiền, là tôi quá mệt rồi, như vậy là còn không biết nào mà tôi mấy năm trời rồi tôi mới được số tiền mới tới đây, là hiếm lắm. Một ngày đó rớt chỗ 52-53 kg, 3 kg chai à. Rồi như vậy là 1-2 tháng đi bán được cũng 200-300 ngàn đó, là cái đó tôi nói bằng chị thật. Bây giờ tôi là rất chân thành cảm ơn hai bạn Thảo ở Mỹ. Bởi vì có lớp 2 bây giờ 6-7 tuổi rồi nghĩ đâu mà bây giờ chữ cũng biết nhấp nhém mà. Thôi có gì thông cảm. À, có gì thông cảm với tôi. Bạn nào này chị Thảo này là nói là tính gửi chở ông ba đi bệnh khám bệnh trị. À. Kêu con chở xuống Cà Mau á. À. Nhưng mà thôi để đó giữ đi. Ừ. Thuốc nào uống nó chịu thì ông ba cứ sử dụng. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, sử dụng đi rồi có gì nói với con. Ừ. Cái thuốc mà mình nói chịu là mình cứ mua thuốc uống cũng tới. Rồi. Rồi vậy đó. Rồi tiếp tục. Bây giờ đỡ đó mày. Giúp đỡ cho tôi là được số tiền này là tôi quá trời mừng rồi, tôi không biết nói gì hơn. Thì tôi cũng hơi ngạn ngào. Mong quý mà bà con cô bác trong và ngoài nước và cô bác anh chị em bạn bè chú bác rồi đó, mà tôi rất cảm ơn. Thì tôi mong là phải đồng cảm với tôi, bởi vì tôi là mới chở khẽ, tôi không có gành gì mấy. Thì đó tôi cũng nói rằng cách chân thật thì thông cảm với tôi. Từ ngày chìm nghe giờ vui quá. Chìm buồn lắm, ngày nay vui, trả lại vui được cái nhà, vui quá mừng rồi á. Cái chỗ ăn cơm mà lập nghiệp thì tôi quá mừng rồi. Dạ. Từ ngày chìm nghe giờ vui vui quá. Gọi là đối với những cái trường hợp như ông ba á, thì mình nói cái những cái câu chuyện buồn hoài nó cũng không hay. Cần có những cái nụ cười, những cái nào đó vui vẻ trong cuộc sống thì sẽ giúp ông ba sẽ có nhiều sức khỏe hơn. Và ngày hôm nay ghé đến đây cũng thay mặt cho chị Thảo Thanh Kim ở Mỹ với lại bạn Thảo ở Mỹ thì cũng như là chị Cẩm Hương gửi cho ông ba một ít hàng kim, cũng như là gửi cho ông ba những cái chai nước mắm. Thì mong rằng ông ba sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, cũng như là hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn như ông ba. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Xin chào.